Mình cùng nhau khởi động. Em nào cho cô biết cốt truyện là gì? Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Cốt truyện gồm có mấy phần? Cốt truyện gồm có 3 phần: phần mở đầu, phần diễn biến và phần kết thúc. Phần mở đầu là sự việc khơi nguồn cho sự việc tiếp theo. Phần diễn biến gồm các sự việc chính kế tiếp theo. Phần kết thúc là kết quả cuối cùng của các sự việc. Chúng ta cùng vào học bài mới, đó là bài 4C, Người con hiếu thảo. Để học tốt bài học này, cần nắm vững mục tiêu của bài học là luyện tập xây dựng cốt truyện về người con hiếu thảo. Hôm nay, chúng ta cùng học tiếp phần B, hoạt động thực hành. Cô mời các em cùng đọc với cô thật kỹ yêu cầu sau. Cho 3 nhân vật, người mẹ ốm, người con bằng tuổi em và một bà tiên, hãy tưởng tượng và xây dựng một cốt truyện về lòng hiếu thảo. Đề bài cho chúng ta biết điều gì? Chúng ta cùng gạch chân để lưu ý những từ ngữ đó. Thứ nhất, đề bài cho chúng ta biết có 3 nhân vật. Đó là những nhân vật nào? Đó là người mẹ. Nhân vật tiếp theo là ai? Đó là người con. Và còn một nhân vật không thể thiếu, đó là bà tiên. Chúng ta kể chuyện theo cách nào? À, theo cách tưởng tượng. Chúng ta gạch chân cho cô từ tưởng tượng. Và chúng ta kể chuyện nói về điều gì? Nói về lòng hiếu thảo. Các em ạ, xây dựng cốt truyện nghĩa là chúng ta nói cho ngắn gọn những sự việc chính thôi. Câu chuyện có mấy nhân vật? À, câu chuyện này có 3 nhân vật. Nghĩa là trong câu chuyện bắt buộc phải có 3 nhân vật: bà mẹ, bà tiên, người con. Vậy chúng ta đã hình dung được đề bài rồi. Sách hướng dẫn đưa ra gợi ý, nhưng chỉ là gợi ý thôi. Còn các em có thể phát triển câu chuyện theo tưởng tượng của mình, nói về lòng hiếu thảo có 3 nhân vật là được. Muốn xây dựng cốt truyện, em cần chú ý điều gì? À, em cần chú ý phải tạo được một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Chuỗi sự việc có nghĩa là có sự việc đầu, có sự việc cuối, có diễn biến câu chuyện. Có nghĩa là đầu thế nào, kết thúc ra sao, để kể một câu chuyện có đầu, có đuôi. Vậy các em hình dung và sắp xếp trong đầu một câu chuyện nào có 3 nhân vật: bà mẹ, bà tiên, người con. Để giúp các em dễ hình dung, chúng ta cùng nhau đi vào từng gợi ý nhé. Sự việc 1. Người mẹ ốm như thế nào? Các em cùng quan sát bức tranh và tìm ra cho mình những gợi ý về bệnh của người mẹ. Cô có một vài gợi ý như sau. Các em vào nhìn vào tranh thì các em thấy người mẹ này ốm rất là nặng. Ốm bệt giường, có nghĩa là ốm không dậy được. Và thứ ba là ốm khó mà qua khỏi, nghĩa là có thể chết. Sự việc 2, người con chăm sóc mẹ ra sao? Các em cùng quan sát bức tranh, chúng ta thấy cậu bé ngồi túc trực bên mẹ, chăm sóc mẹ rất là chu đáo. Cô cũng đưa ra một vài gợi ý để các em tham khảo nhé. Gợi ý thứ nhất, người con thương mẹ nên chăm sóc mẹ tận tụy ngày đêm. Gợi ý thứ hai là người con dỗ mẹ ăn từng thìa cháo. Dỗ ở đây nghĩa là các em biết đó, khi mà mình bị bệnh, bị ốm thì mình rất là không muốn ăn,
Cho nên là người con ở đây phải dỗ dành cho mẹ ăn từng thìa cháo. Gợi ý thứ ba, người con đi xin thuốc về nấu cho mẹ uống. Gợi ý thứ tư là người con ngồi quạt mát cho mẹ cả đêm. Gợi ý thứ ba, để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp những khó khăn gì? Cô ra đưa ra một cái mẫu là phải tìm một loại thuốc quý hiếm. Mà thuốc quý hiếm này thì ở đâu mới có? Ở tận rừng sâu. Gợi ý thứ nhất là người con phải vào tận rừng sâu tìm một loại thuốc quý. Gợi ý thứ hai là người con phải tìm một bà tiên sống trên ngọn núi cao. Gợi ý thứ ba là người con phải trèo đèo lội suối tìm một loại thuốc quý. Gợi ý thứ tư là người con phải cho thần đêm tối đôi mắt của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp sang sự việc thứ tư. Bà tiên giúp hai mẹ con như thế nào? Chúng ta có mẫu. Cách một là cảm động về tình mẹ con, bà tiên hiện ra giúp. Chúng ta quan sát tranh, chúng ta thấy người con luôn cận kề bên mẹ, vì vậy đã cảm động được tấm lòng của trời đất, cảm động được tấm lòng của bà tiên, nên bà tiên đã hiện ra giúp. Ở phương án này, cô cũng đưa ra một vài gợi ý cho các em tham khảo nhé. Gợi ý thứ nhất, bà tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của người con và hiện ra giúp cậu. Gợi ý thứ hai, bà tiên hiền lành, mở cửa đón cậu, cho thuốc quý, rồi phẩy tay trong nháy mắt, cậu đã về đến nhà. Gợi ý thứ ba, bà tiên cảm động, cho cậu bé thuốc và bắt thần đêm tối trả lại đôi mắt cho cậu. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp sự việc 4 cách 2. Bà tiên giúp hai mẹ con như thế nào? Mẫu cách 2 như sau. Người con vượt qua rất nhiều khó khăn đi tìm bà tiên. Cô cũng đưa ra một vài gợi ý cho các em tham khảo. Gợi ý thứ nhất, người con gửi mẹ cho hàng xóm rồi lặn lội vào rừng. Trong rừng, người con gặp nhiều thú dữ, nhưng chúng đều thương tình, không ăn thịt. Gợi ý thứ hai, người con chấp nhận bị gai cào, chân bị đá đâm chảy máu, bụng đói nhưng vẫn không lùi bước. Gợi ý thứ ba, người con chấp nhận cho thần đêm tối đôi mắt của mình để cứu mẹ. Bây giờ cô sẽ liên kết các sự việc trên thành chuỗi sự việc gọi là cốt truyện. Cốt truyện gồm có những phần sau: người mẹ ốm rất nặng, người con thương mẹ chăm sóc ngày đêm, người con đi mua thuốc hoặc là đi xin thuốc về nấu cho mẹ uống, bà tiên biến thành cụ già làm rơi túi tiền, hoặc là bà tiên có thể là bị lạc đường, bị đói khát, hoặc là bà tiên có thể bị bệnh tật. Các em có thể tưởng tượng ra rất nhiều lý do. Bà tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo, trung thực thật thà, hoặc là kiên trì nhân ái của người con và hiện ra giúp cậu. Ở một ngôi làng nhỏ, có hai mẹ con cậu bé kia sống trong một ngôi nhà lá ọp ẹp. Bà mẹ làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Cậu bé chăm ngoan, hiền hậu, công việc nặng nhọc khiến bà mẹ ngày một gầy ốm rồi ngã bệnh. Cậu bé hết lòng chăm sóc mẹ và thay mẹ đi làm ở chỗ mẹ cậu đã làm. Vì còn nhỏ, sức yếu nên cậu chỉ được chút tiền lương. Mẹ cậu bệnh ngày một nặng, cậu bé gom góp số tiền ít ỏi ra chợ mua cho mẹ thang thuốc. Cậu đi nhanh trên con đường vắng,
thì thấy một túi sách bị đánh rơi. Có lẽ cái túi hơi nặng, nên miệng túi toác ra, để lộ những xấp tiền dày cộm. Cậu ngước đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy một bà lão chống gậy đang đi chậm chậm. Số tiền này không phải là ít, cậu nghĩ thầm. Rồi ôm lấy cái túi, vội chạy theo bà cụ. Bà ơi, bà đánh rơi túi sách này. Bà lão dừng ngay lại, đưa mắt nhìn cậu có ý hỏi. Cậu bé thở hổn hển. Thưa bà, túi sách này là của bà, phải không ạ? Bà lão cười hiền hậu. Con đúng là đứa bé thật thà, hiếu thảo. Ta là tiên, chờ con ở đây để thử lòng con đó. Bà lão đưa cho cậu một gói nhỏ dặn. Con hòa thuốc này cho mẹ uống. Chỗ tiền này ta cho con mang về giúp mẹ mở một cửa hàng nhỏ. Con về ngay đi. Dứt lời, bà lão biến mất. Cậu quỳ xuống lạy tạ bà tiên rồi chạy như bay về nhà. Mẹ cậu khỏi bệnh và nhờ số tiền của bà tiên giúp mở một tiệm tạp hóa, không phải làm thuê nữa. Hai mẹ con sống lương thiện, hạnh phúc bên nhau. Vừa rồi, cô đã phát triển 5 sự việc trong cốt truyện vừa học thành một câu chuyện nói về người con hiếu thảo. Bên cạnh sự hiếu thảo còn có sự trung thực, thật thà của cậu bé. Bây giờ cô sẽ đọc tiếp cho các em nghe câu chuyện thứ hai, cũng nói về người con hiếu thảo, nhưng bên cạnh sự hiếu thảo còn có sự kiên trì nhẫn nại, vượt qua bao khó khăn hiểm nguy để tìm phương thuốc quý về cứu mẹ. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một gia đình chỉ có 2 mẹ con, nhà họ rất nghèo, nhưng họ sống hiền lành nên mọi người thương yêu quý mến. Một ngày nọ, người mẹ bệnh nặng, bà con hàng xóm đến giúp đỡ nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hàng ngày, cô bé túc trực bên mẹ không rời nửa bước. Nhiều lúc, cô phải nhịn ăn nhường phần cho mẹ. Tuy vất vả thiếu thốn, nhưng cô bé không bao giờ than vãn điều gì. Rồi một hôm, mệt quá, cô bé thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc chiêm bao, cô bé nghe một tiếng nói thì thầm bên tai. Cháu muốn cứu mẹ thì hãy vượt qua 9 ngọn đồi phía Tây. Đến đó, có một ngôi nhà bên vệ đường. Cháu cứ vào nhà gõ cửa, sẽ có người giúp cháu chữa khỏi bệnh cho mẹ. Cô bé tỉnh dậy, mong trời mau sáng để thực hiện lời dặn của thần linh. Trời vừa hửng sáng, cô bé vội chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ mẹ, rồi tạm biệt mẹ ra đi. Sau 7 ngày trèo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu rừng rậm thác gành, cô bé đã đến được ngôi nhà bên vệ đường. Vừa mới gõ cửa thì một bà cụ tóc trắng như cước, đôi mắt hiền từ phúc hậu, tay chống gậy trúc bước ra nói: Ta đợi cháu ở đây mấy ngày rồi. Ta rất quý tấm lòng hiếu thảo của cháu. Đây là một nọ thuốc thần, cháu hãy cầm lấy, mang về chữa bệnh cho mẹ. Cháu cảm ơn bà. Thôi, cháu hãy mau trở về, mẹ cháu và xóm làng đang mong đấy. Nói xong, bà cụ và cả ngôi nhà biến mất. Cô bé vội vã lên đường trở về nhà. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô bé dùng số thuốc còn lại cứu sống biết bao nhiêu người nữa. Từ đó, cuộc sống của 2 mẹ con họ thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sống trong tình thương yêu, đùm bọc của xóm làng. Bây giờ, để thư giãn một chút, cô trò mình cùng chơi trò chơi nhé. Trò chơi có tên là Ai Thông Minh. Các em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho câu sau. Câu hỏi là: cốt truyện là gì? A là một sự việc mở đầu. B là một câu chuyện đầy đủ chi tiết. C là một chuỗi sự việc
làm lòng cốt cho diễn biến của chuyện. Đáp án của cô là đáp án C. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm lòng cốt cho diễn biến của chuyện. Tiếp theo, mình cùng tìm hiểu tiếp phần C, hoạt động ứng dụng. Trong hoạt động ứng dụng này, cô có nhiệm vụ giao cho các em như sau. Nhiệm vụ thứ nhất, các em viết lại cốt truyện vào vở. Nhiệm vụ thứ hai, sau khi các em viết câu chuyện vào vở xong, các em kể cho người thân nghe câu chuyện về người con hiếu thảo. Nhiệm vụ thứ ba, sau khi các em viết câu chuyện kể cho người thân nghe rồi, thì các em cần phải thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, mọi người trong gia đình và những người xung quanh nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Trước khi kết thúc, cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ.